Quý vị và các bạn thân mến, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 năm nay sẽ thiếu mất một hình ảnh vô cùng quen thuộc, đó là Tân Hoa hậu 2016 sẽ được nhận chiếc vương miện từ Hoa hậu đương kim Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cùng với đó, đương kim Hoa hậu sẽ không xuất hiện trong bất cứ một sự kiện nào của cuộc thi này. Đó chính là hình phạt của ban tổ chức cuộc thi sau hàng loạt những hình ảnh và hành vi làm mất hình tượng Hoa hậu của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Vâng, nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối bởi với nền tảng học vấn tốt, điều kiện gia đình cũng khá giả. Nhưng mà Kỳ Duyên thì đã không thể phát huy hết những lợi thế của mình khi trở thành Hoa hậu Việt Nam. 2 năm mang trên đầu vương miện sắc đẹp thì người đẹp Nam Định này đã vướng vào đủ các thị phi. Và hãy cùng phóng viên Chào Buổi Tối nhìn lại 2 năm tai tiếng của Hoa hậu Kỳ Duyên. Mới chỉ có 2 năm, nhưng có thể nói đếm không xuể những lùm xùm xung quanh người đẹp Kỳ Duyên. Khi mới đăng quang, dư luận đã có ý kiến phản đối về nhan sắc của tân Hoa hậu. Đáp lại lời chê bai, ekip truyền thông của cô đã nhanh chóng cho phủ kín các trang báo mạng bằng một loạt các hình ảnh dạng người của Hoa hậu. Vẻ đẹp khác lạ của Kỳ Duyên khiến nhiều người cho rằng cô đang lạm dụng quá đà Photoshop, thậm chí nghi vấn Hoa hậu đẹp lên nhờ thẩm mỹ và tắm trắng. Tiếp đến, cô liên tục dính nhiều phốt ăn mặc, trang điểm gây mất thiện cảm với người nhìn. Ngoài nhan sắc, cách ứng xử của người đẹp này cũng là tâm điểm bàn luận của công chúng. Để mẹ phải đẩy hành lý tại sân bay, chất vấn bố mẹ vì không chuẩn bị giày tập, đã vẽ lên hình ảnh một hoa hậu tiểu thư chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ. Dịp Tết 2015, hoa hậu đến chúc Tết giáo sư Vũ Khiêu tại nhà riêng của ông và bức ảnh cô được giáo sư hôn lên má lập tức trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tiếp đó, bức ảnh Kỳ Duyên với dáng ngủ hồn nhiên trên máy bay đã làm dư luận giận dữ, buộc mẹ Kỳ Duyên phải lên tiếng xin lỗi. Để cải thiện hình ảnh của bản thân, người đẹp Kỳ Duyên tích cực làm từ thiện. Cô đăng ảnh kêu gọi mua dưa hấu ủng hộ đồng bào Quảng Nam. Tuy nhiên, một người chứng kiến cho biết, Hoa hậu Kỳ Duyên chỉ đến ôm dưa hấu chụp ảnh, rồi đi thẳng lên xe taxi để về. Tiếp đó, hình ảnh Hoa hậu bị lợi dụng để quảng cáo cho một bìa phim cấp 3 và phòng khám nam dành cho đàn ông lớn tuổi ở Nhật Bản lan truyền trên mạng xã hội. Và mới đây nhất, chính là vụ việc người đẹp bị lộ clip hút thuốc lá phì phèo tại một quán cà phê tại Hà Nội. Một ngày sau khi hình ảnh Kỳ Duyên hút thuốc bị phát tán, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện những hình ảnh say xỉn bị nghi là của Hoa hậu Việt Nam 2014, khiến nhiều người kêu gọi tước vương miện của cô. Người đẹp đã chính thức lên tiếng xin lỗi công chúng trên trang cá nhân của mình, đồng thời cũng thừa nhận những hành vi phản cảm trên với ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, hứa sẽ chấn chỉnh lại lối sống và cải thiện hành vi trước công chúng. Những án phạt nghiêm khắc vẫn được đưa ra.